chưa tối cầu em dân nữa nhớ không? Thì ngày hôm nay mình vừa mới xóa một chút virus ở trên gọi là cái máy tính làm cho máy nó mượt hơn. Hồi trước đó khi mà mình sẽ nói đến cái phần RAM nào đấy, mọi người sẽ thấy RAM của mình bây giờ sử dụng rất ít, mặc dù mình đã quá mở hình thì sử dụng rất ít RAM luôn. Lý do là gì? Thì trước khi đến với lý do đó là cái cách mà mình làm á, thì sẽ đến với cái phần là trước đây RAM của mình á, bình thường á, chưa có quay màn hình nha, là nó đã từ khoảng 35 đến 40, và khi quay màn hình nó sẽ từ khoảng 50 đến 55 gì đó, và khi chơi Bluetooth thì 80 90 nó sẽ bị quá tải và nó khá là lắc. Nhưng mà từ cái hôm mà mình thấy hôm kia kênh của mình bị hack livestream đi gì nhỉ, đi coi á, livestream coi tiền ảo đồ á, mình mới quyết định là xem coi máy của mình có virus không, quét đi. Thì ai ngờ máy của mình quét xong cái sau đó khởi động lại thì RAM nó bắt đầu được tối ưu hơn, mình chỉ có 8GB RAM thôi. Thì cái cách thức này á, mọi người sẽ làm cho mình này. Đầu tiên là vào phần setting nha, mọi người vào Windows bảo vệ, Windows Security á, mọi người vào được cái này này mọi người. Ok, mọi người vào được cái này này, thì mọi người vào cái phần ở đây Weekend này mọi người, Weekend nè, mọi người vào phần bảo vệ và Weekend nè, để mọi người quét này mọi người. Thì cái đâu đó mọi người bấm vào Weekend rồi sau đó nó sẽ chạy mọi người. Thì mọi người sẽ chọn vào cái này nè mọi người, xóa virus offline này nè. Nếu nó quét sẽ tầm 30 phút gì đó. Nếu mà nó có một cái file gì đó, ví dụ như cái này, thì mọi người sẽ sử dụng hành động đó là delete, tức là xóa nó đi và chấp nhận. Sau đó nó sẽ xóa cái này và tắt máy đi, khởi động lại máy. Thì sau đó máy của mọi người sẽ mượt hơn. Để mình vào trong Free Fire cho mọi người xem cái bằng chứng của mình là nó sẽ mượt hơn bao nhiêu. Ok, mình sẽ tắt luôn cái này. Bây giờ quay màn hình các kiểu, vào vừa lưới sẽ tắt. Ok, thì ok, giờ chơi thôi. RAM của mình chưa đến 70% nha nè, mình chưa đến 70% nha nè. Đấy, sao bắn gà vậy ta? Đúng không? Sát thủ ở đây trong đó còn đen đúng không? Nhận được góc này đúng không? Đúng không? Sát thủ ở đây là cái gì? Thôi ăn phải trước vậy. Ăn lần này trước rồi, ăn lần này luôn. Đồ nhanh dữ vậy đó. Nói chung là cái cách giảm, cách xóa virus này nữa cũng không hiệu quả với giảm lắc lắm, nhưng mà nói chung là nó cũng tới ưu hóa RAM đối với một số máy thì chắc nó cũng ok đấy. Cái này ghê nha, không chiêm ngưỡng cái này. Đây là thứ và bút ăn lừa, đây là tuyệt kỹ, tuyệt kỹ của tôi đấy. Em đừng nhìn nha, đầu mắt đấy. Trời ơi, rồi chắc đi đâu không? Đây này này.